Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bó hoa này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm bông trước nhé. Bông hoa này thì các bạn sẽ xỏ kẽm qua lỗ của bông hoa như này nhé. Sau đó thì các bạn sẽ bắt chéo cái sợi ở bên tay trái này lên phía trên. Các bạn sẽ bắt chéo như thế này, xoay khoảng tầm 2 vòng. Sau đó thì mình sẽ luồn qua cánh to như thế này. Mình sẽ dùng một sợi kẽm móc lên trên một cái cánh hoa nha. Sau đó thì đến phía dưới này thì chúng ta sẽ bắt chéo và vặn kẽm. Vặn kẽm thì các bạn chỉ cần bắt chéo chắc cái phần trên gần bông hoa này thôi. Phía dưới này thì mình sẽ làm tự do, không cần thiết phải vặn hết chiều dài của kẽm nhé. Phần hạt ngọc trai thì các bạn sẽ làm như thế này. Sợi bên này các bạn cho lên trên. Mình phải xoay đúng chiều kẽm thì kẽm nó sẽ không bị bong chóc, nó sẽ đẹp hơn nha mọi người. Sau khi mà làm được ba bông hoa và một hạt ngọc trai thì các bạn sẽ kết thành một cái nhóm nhỏ như thế này. Hạt ngọc trai mình sẽ để cao hơn một chút nhé. Sau đó thì các bạn sẽ kết thành một cái cụm như thế này. Các bạn sẽ mình sẽ bó những cụm nhỏ như thế này vào thành một cụm lớn nha. Bạn sẽ bó làm sao để mà cái cụm hoa của mình nó bó hoa của mình nó tròn tương đối là được. Nói chung là cái cánh này thì nó sẽ không thể tròn giống như là những cái cánh mà nó tròn tròn ấy. Cái này nó ba cánh khác nhau mà, nhưng mà cũng nên cố gắng để cho nó tương đối nhé. Phần dưới này các bạn có thể bó gọn này. Phần dưới này thì các bạn bó gọn vào và có thể gập lên được. Chúng ta có thể gập bớt lên, hoặc là để chút nữa khi mà mình bó giấy thì mình gập cũng được nhé. Như thế cho nó dễ cầm hơn mọi người. Các bạn mới làm thì mình cứ để chút nữa mình gập lên cũng được. Đây, sau khi mà các bạn bó được thành bó như thế này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bó giấy nhé. Phần giấy mà nó giống như giấy nén mỏng mỏng này thì chúng ta sẽ gò. Chúng ta sẽ gò nhanh để luồn vào và bó vào bên cạnh của hoa nhé, lớp đầu tiên nhé. Chúng ta sẽ làm một tờ bó như thế này, còn một tờ nữa thì sẽ làm bên cạnh nữa và bên phần đối diện. Phần này thì các bạn bó cao sát lên trên này một chút. Còn một tờ nữa thì các bạn sẽ làm một phần còn lại nữa. Phần này thì các bạn sẽ quấn băng keo vào nhé. Chúng ta lưu ý quấn thật chặt băng keo. Cái lớp ở trong cùng này sẽ là lớp quan trọng nhất. Nếu mà các bạn quấn lỏng thì sau này có thể cầm bông bó hoa thì nó sẽ bị tụt cả giấy gói ra nha mọi người. Nên mọi người quấn cho mình thật chặt. Ừ.
cuốn chặt như thế này nhé mọi người. Phần kẽm này các bạn có thể gập lên luôn này. Mình sẽ gập khoảng một chút như thế này thôi. Còn nếu như các bạn muốn gập sau thì cũng được. Mình vẫn còn hai lớp giấy nữa. Đây là xong một lớp giấy ở trong. Bây giờ mình sẽ sang lớp giấy thứ hai nha mọi người. Tờ giấy này chúng ta sẽ cắt đôi. Phần này chúng ta sẽ gập. Mình sẽ gập chéo như thế này. Sau đó thì bó vào bó hoa. Các bạn sẽ bó như thế này. Mình có hai tờ giấy như này thì các bạn đều cắt đôi nhé. Và mình sẽ có bốn tờ nhỏ thì chúng ta sẽ bó cho hết vòng quanh của cái bó hoa này luôn. Các bạn cuốn cao lên trên bó hoa nhé. Đừng để cho cuốn xuống dưới thì bó hoa của mình nó sẽ bị dài, nó sẽ không đẹp. Như mình thấy, mọi người thấy là mình cuốn nó gần sát với bông luôn này. Đây là mình đang cuốn một bên nữa đối diện nữa rồi đấy. Là hai bên rồi đấy mọi người. Mình sẽ cuốn đối diện nhau cho nó đều. Còn một tờ nữa thì mình cũng sẽ cắt đôi nhé mọi người. Các bạn cũng sẽ gặp giống như này. Hoặc là vì các bạn thôi, bó hoa thì nó có rất nhiều cách bó. Các bạn bó như nào cũng được. Nó tùy theo sở thích của các bạn. Cách bó bên mình chỉ là một trong những cách bó hoa tham khảo thôi. Còn một góc nữa ở chỗ này thì các bạn sẽ bó nốt phần còn lại của cái tờ giấy đấy nhé. Lúc cuốn giấy, mỗi tầng giấy các bạn nên cuốn chặt luôn. Bó hoa của mình sau này nó sẽ chắc chắn hơn. Đây, còn một phần này ở đây nữa. Bó này mình làm là 33 bông. Nên mình có phân loại bó 52 bông thì làm nó sẽ to hơn nhé. Theo nhu cầu của các bạn thì các bạn làm bó 33 hoặc là 52 bông tùy theo. Các bạn sẽ cuốn băng keo vào nhé.
thực ra như thế này các bạn cũng có thể ghi tặng được rồi này. Nhưng mà set này thì sẽ có thêm một cái giấy hình cánh thiên thần nữa mọi người nhé. Cánh bướm. Cánh bướm nhưng mà nó rất là đẹp cho nên mình gọi set này là set có hoa thiên thần. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành gói tiếp cái bước đấy. Phần giấy gói này chúng ta sẽ có hai cái cánh bướm to và hai cái phần cánh bướm nhỏ như thế này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gói hai cánh bướm to trước. Mình sẽ áng để ra như này, áng chừng tầm bó hoa. Ví dụ như bó 52 bông nó to hơn thì các bạn sẽ làm gói cái phần giấy nó to hơn. Còn nếu như mà bó nhỏ thì mình sẽ gói nhỏ hơn. Phần này thì các bạn sẽ làm như thế này. Nếu mà các bạn sợ là lúc sau mà gói ra bó hoa nó bị tuột ấy, thì cái phần này các bạn có thể dán băng dính trước hoặc là dập kim vào nhé. Đây là bó mình làm bó 33 bông thì sẽ là bó nhỏ. Còn nếu bó 52 bông thì các bạn sẽ áng làm sao cho nó to hơn một chút. Sau đó thì các bạn sẽ bó vào hai bên cạnh bó hoa. Cánh còn lại các bạn cũng sẽ làm tương tự nhé. Các bạn lưu ý là bó nhỏ bó to thì mình sẽ cân đối làm sao cho nó phù hợp. Có thể các bạn sẽ đo xem là cái tầm vừa rồi thì mình đã làm đến đâu nha. Để cái phần cánh này nó không bị gập xuống này. Bên này nó không bị gập xuống thì các bạn lưu ý giúp mình là mình sẽ làm bên mép bên ria này nó sẽ cong lên trên nhé. Các bạn làm xuống dưới này thì sau cái nó sẽ bị ngửa ra đấy. Thì mình lưu ý cái phần hai bên mép này thì các bạn sẽ làm cái phần này nó ở trên này, nó sẽ không bị đổ gập xuống nha. Mình sẽ áp vào một bên còn lại. Mình cân cho cánh bướm hai bên nó đều nhau nhé. Bó này nếu mà các bạn làm bó 52 bông nó sẽ xòe ra khá to. Nên mình đã làm video hướng dẫn thì mình đã chọn bó 33 bông để nó nhìn cho nó gọn gọn để mọi người dễ xem hơn nha. Đây là hai phần cánh bướm ở trên. Phần này nếu mà chúng mình của nó bị cách ra thì có thể lấy băng keo dán đằng sau là hai cái phần này vào nhau nhé. Còn nếu các bạn muốn để cho nó xòe tự nhiên ra thì các bạn có thể không dán băng keo.
Cái này là sẽ là tùy theo các bạn ha. Phần này sau khi các bạn cố định, các bạn có thể bỏ băng keo ra để cho cái cánh hoa nó, cánh bướm nó được tự nhiên ở dưới nhé. Lúc nãy các bạn gói để cho nó cố định thì các bạn cầm cho dễ thôi. Cái này chút nữa các bạn có thể cắt bớt. Phần cánh bướm nhỏ này thì các bạn cũng sẽ áng chừng nhé. Vì mình đang bó nhỏ cho nên là cái này nó cũng sẽ nhỏ thôi mọi người. Mình sẽ xếp làm sao để hai cái cánh bướm nó sẽ không bị trùng với mọi người, nó sẽ không bị trùng bên nhé. Này các bạn sẽ bó như này, sau đấy thì cái phần này lúc sau khi mình cầm thì nó sẽ ngửa xuống dưới nhé. Bạn cứ gập xong mình sẽ bó sát vào đây, là lúc sau cái này nó sẽ tự động ngửa xuống như này. Mình căn cho hai cái cánh bướm nó ở giữa không bị lệch. Nếu lệch thì các bạn tháo băng keo ra để chỉnh lại. Đây, sau đấy thì cái phần này nó sẽ vảnh xuống như này nhé. Bên kia các bạn sẽ làm tương tự. Mình sẽ cuốn băng keo vào chặt một chút. Khi các bạn đã định hình và cảm thấy nó ok rồi thì sẽ cuốn băng keo chặt vào. Các bạn cuốn băng keo chặt thì cái bó hoa của các bạn sau khi cầm nó sẽ rất cứng cáp. Bên cánh còn lại thì mình cũng sẽ làm tương tự như vậy. Sẽ đo làm sao cho nó cân đối một chút. Sau đó thì các bạn sẽ cố định băng keo vào giống như cái kia nhé. Sau đấy thì các bạn sẽ buộc nơ ở đây này. Cái phần này các bạn có thể bó gọn vào cũng được cho nó dễ cầm nhé. Mình sẽ bó gọn lên chứ không cắt đi để các bạn thôi, nhưng mà mình sẽ bó gọn lên để nó sẽ bao kín cái phần này luôn, cho cái phần tay cầm nó to này. Nó to thì sẽ cảm giác nó chắc chắn hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ buộc nơ vào đây.
sau khi xong thì bó hoa nó sẽ có hai cái đuôi như này và hai cái phần cánh bướm ở trên này. Mình sẽ chỉnh xa một chút nhé. Mình đã chỉnh xa camera để các bạn xem này. Bó hoa của mình sau khi bó thì nó sẽ như thế này. Nó sẽ có hai cánh bướm ở trên và hai cánh bướm ở phía dưới như thế này nhé. Cái này của mình nó đang có quạt cho nên là nó sẽ hơi bay một chút này. Cái phần gói này các bạn có, nếu như bạn không muốn nó cầu kỳ như bó này của mình thì các bạn có thể gói nó nhẹ nhàng một chút, tức là mình sẽ chỉ gói cái phần giấy này và bên ngoài này thì mình sẽ gói đơn giản thôi. Mình sẽ không gói cầu kỳ như mình là gói 4 cái tờ giấy nhỏ. Mình các bạn sẽ có thể là gói 3 tờ hoặc là 2 tờ nhé. Thì cái đấy là tùy theo các bạn này. Gói hoa thì không ai giống ai cả. Các bạn có thể tự điều chỉnh theo ý của các bạn. Bó hoa của các bạn sau thì nó sẽ như thế này nhé. Đó. Mình làm sao để hai cái cánh bướm này nó sẽ thẳng này. Đây là quạt, bên mình là có cái quạt nó đang phấp phới đó mọi người. Đây, mọi người nhìn được cánh bướm đúng không? Nó hình con bướm này, đó. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ cuốn cái dây đèn vào đây. Đèn này thì các bạn sẽ rút bỏ tấm chặn pin này ra. Sau đó thì mình sẽ dỡ đèn ra và quấn xung quanh bó hoa nha mọi người. Mọi người sẽ quấn xung quanh bó hoa cho mình. Bó xong hoàn thiện rồi, rút bỏ tấm chặn pin này ra thì các bạn dỡ dây đèn ra. Các bạn dỡ dây đèn ra và sẽ quấn xung quanh bó hoa nhé. Sau khi quấn đèn xong thì chúng ta sẽ được một bó hoa như thế này. Đó, rất là xinh nha mọi người ơi. Đèn này thì các bạn có thể thay pin được. Ok nha mọi người ơi, thế là đã xong rồi này. Cái này thì là có quạt nên nó sẽ hơi đổ một chút nhé. Mình đang dùng quạt này. Đó, nếu quạt không vào thì nó sẽ ok hả? Trời, đã xong rồi mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.